Bệnh nhân COVID-19 nặng và tử vong đang tăng. Với sự lưu hành của nhiều biến thể phụ, số ca mắc và tử vong do COVID-19 đang gia tăng, chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo quyết liệt việc tiêm vaccine phòng bệnh. Bộ Y tế cho biết số bệnh nhân COVID-19 nặng và tử vong có xu hướng tăng. Trong hơn một tháng qua, có ngày nước ta ghi nhận tới 5 bệnh nhân tử vong. Số ca nặng dao động trong khoảng 120 đến 190 ca. Riêng ngày 21 tháng 9, có thêm 2.287 ca mắc và 4 ca tử vong. Đồng nhiễm COVID-19 và sốt xuất huyết. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2, số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị khoảng 150 ca trên ngày. Trong đó có nhiều trường hợp rất nặng được chuyển đến từ các cơ sở y tế tuyến dưới. Theo bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, khoa hiện có hơn 40 bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị tại khoa. Trong số này hơn 20 ca nặng, nguy kịch phải thở máy, số còn lại được can thiệp oxy các mức. Đáng chú ý, có khoảng 20% bệnh nhân nặng, nguy kịch chưa từng tiêm vaccine COVID-19, chủ yếu rơi vào các ca cao tuổi. Người mắc các bệnh lý suy giảm miễn dịch như HIV, bệnh nền nếu thời điểm tháng 6 và 7. Mỗi ngày khoa hồi sức tích cực tiếp nhận từ 5 đến 7 ca nặng thì những ngày gần đây, con số này tăng tới 10 ca trên ngày, bác sĩ Phúc nói. Trong khi đó, tại khoa virus, ký sinh trùng, mỗi ngày có thêm khoảng 20 ca bệnh. Theo nhiều bác sĩ điều trị, gần đây, lượng bệnh nhân COVID-19 nặng nhập viện tăng rõ rệt so với tháng trước. Tại Bệnh viện E, Hà Nội, bác sĩ Vũ Phương Nga, khoa bệnh nhiệt đới, cho biết ngày nào khoa cũng ghi nhận một bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, suy hô hấp phải nhập viện. Không chỉ ghi nhận bệnh nhân mắc COVID-19 tăng mà có nhiều trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 đồng thời bị sốt xuất huyết. Miễn dịch cộng đồng đang giảm. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, dịch COVID-19 đang gia tăng trở lại. Số ca mắc được công bố mỗi ngày chưa phải là con số thực tế bởi nhiều trường hợp không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, nên không xét nghiệm hoặc một số trường hợp xét nghiệm dương tính cũng không khai báo. Tại một số bệnh viện tuyến trung ương, có nhiều bệnh nhân nặng phải thở máy. Đây là dấu hiệu của sự bùng phát dịch trở lại, ông Trần Đắc Phu nhận định. Phó giáo sư Phu cho rằng thời gian qua, miễn dịch cộng đồng đang giảm bởi đặc thù của miễn dịch COVID-19 khác với nhiều bệnh truyền nhiễm khác. Với COVID-19, sau lần mắc đầu tiên một thời gian, miễn dịch giảm dần nên nhiều người đã mắc bệnh lần hai. Kể cả khi tiêm đủ các liều vaccine cơ bản thì miễn dịch của vaccine cũng giảm trong vòng vài tháng, do đó cần tiêm các mũi nhắc lại. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá, thế giới vẫn trong giai đoạn đại dịch và chiến lược tiêm vaccine phòng COVID-19 vẫn hết sức quan trọng. Hiện nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới của Omicron như BA.4, BA.5, BA.2.74, BA.2.12.1 với khả năng lây nhanh hơn biến chủng gốc. Trong khi đó, tiến độ tiêm chủng còn chậm, tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19, nhất là tiêm cho trẻ em, còn thấp.